Chào mừng các em đến với kênh Thị Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6 bài 31 trang 144-149. Kết quả cần đạt là hình dung được vẻ đẹp kỳ ảo của động Phong Nha và hiểu được vị trí của nó trong cuộc sống Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau. Từ đó có ý thức tham gia bảo vệ những danh lam thắng cảnh của đất nước. Củng cố và tiếp tục hoàn thiện kiến thức, kỹ năng sử dụng dấu chấm hỏi, dấu chấm than đã học ở bậc tiểu học, thấy được những ưu điểm và nhược điểm của bài lạc tập làm văn số 7. Văn bản Động Phong Nha. Đệ nhất kỳ quan Phong Nha nằm trong một quần thể hang động thuộc khối núi đá Voi Kẹ Bàng ở miền Tây Quảng Bình. Có thể tới Phong Nha rất dễ dàng bằng hai con đường, đường thủy ngược dòng sông Danh, đến đoạn sông Danh gặp sông Son rồi cứ theo sông Son mà vào. Đường bộ theo tỉnh lộ số 2 đến bến sông Son, đường dài chừng 20 cây số. Từ bến sông này đi thuyền máy độ 30 phút là tới cửa hang Phong Nha. Sông mang tiếng là Son, nhưng nước lại màu xanh thẳm và rất trong. Ngồi trên thuyền chạy ngược sông, nhìn ra hai bên bờ, ta thấy những khối núi đá vôi trùng điệp, những xóm làng nương ngô, bãi mía nằm rải rác. Phong Nha gồm hai bộ phận, động khô và động nước. Động khô ở độ cao 200 mét, theo các nhà địa lý học, thuở xưa vốn là một dòng sông ngầm, nay đã kiệt nước, chỉ còn những vòm đá trắng, vân nhũ và vô số cột đá màu xanh ngọc bích óng ánh. Trái với động khô, động nước hiện thời vẫn đang có một con sông chảy. Sông dài chảy suốt ngày đêm, sông khá sâu và nước rất trong, hấp dẫn và được du khách du lịch lui tới nhiều nhất chính là động nước. Vào động nước phải đi bằng thuyền và mang theo đèn đuốc, bởi càng đi sâu vào trong hang thì càng tối. Hiện nay ở một số nơi trong hang đã mất điện, nhưng muốn đi suốt 1.500 mét hang vẫn phải cần tới đuốc đèn. Động chính Phong Nha gồm 14 buồng, nối với nhau bởi một hành lang dài hàng ngàn rưỡi mét, dài hơn ngàn rưỡi mét cùng nhiều hành lang phụ dài vài trăm mét. Ở các buồng ngoài, trần hơi thấp chỉ cách mặt nước độ 10 mét. Từ buồng thứ tư trở đi, vòm hang đã cao tới 25 đến 40 mét. Đến hang thứ 14, có thể theo các hành lang hẹp để đến các hang to ở phía trong sâu. Nơi mới chỉ có một vài đoàn thám hiểm với đầy đủ các trang thiết bị, máy móc, đèn, quần áo, thuốc men cần thiết đặt chân tới. Tuy nhiên, hang động Phong Nha phía sâu bên trong cùng các dòng sông ngầm dưới khối núi đá Voi Kẹ Bàng là khu rừng nguyên sinh 40.000 hecta vẫn còn cất giữ bao điều huyền bí thú vị, hấp dẫn mà con người vẫn chưa biết hết. Đi thuyền thăm động Phong Nha, chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc và thích thú trước vẻ đẹp lộng lẫy kỳ ảo của nó. Dưới ánh sáng lung linh của đèn đuốc, các khối thạch nhũ hiện lên đủ hình khối màu sắc. Có khối hình con gà, con cóc, có khối xếp thành các đốt trúc dựng đứng trên mặt nước. Lại có khối mang hình mâm xôi, cái khánh hoặc hình các tiên ông đang ngồi đánh cờ. Bàn tay tài hoa của tạo hóa đã khéo tạo cho các khối thạch nhũ không những chỉ đẹp về đường nét mà còn rất huyền ảo về sắc màu. Một sắc màu lóng lánh như kim cương, không bút nào lột tả hết. Đầy đó trên vách động còn rủ xuống những nhánh phong lan xanh biếc. Trong hang cũng có một số bãi cát, bãi đá để thuyền ghé lại cho du khách di chuyển, khách đi thuyền dừng chân hoặc là sức leo trèo. Luồn lách qua các bậc đá, các ngõ ngách để thăm thú đây đó, chụp ảnh, ghi hình hoặc thắp hương lên các bàn thờ do người Chăm, người Việt dựng nên từ thuở nào. Đi suốt chiều dài hơn ngàn mét ở phần ngoài của động Phong Nha, du khách đã có cảm giác như lạc vào một thế giới khác lạ, thế giới của tiên cảnh. Nơi đây vừa có nét hoang sơ, bí hiểm lại vừa rất thanh thoát và giàu chất thơ. Một tiếng nước
Gõ long tong, một tiếng nói trong hang động đều có âm thanh vang riêng, khác nào tiếng đàn, tiếng chuông nơi cảnh chùa, đất bục. Với một vẻ đẹp đặc sắc độc đáo riêng, động Phong Nha được xem là kỳ quan đệ nhất động của Việt Nam. Nhà thám hiểm Howard Lindbergh, trưởng đoàn thám hiểm Hội Địa lý Hoàng gia Anh, sau khi thăm động Phong Nha về, đã phát biểu: với kinh nghiệm của 16 năm thám hiểm hang động ở tổ chức nghiên cứu hang động mạnh nhất của Hoàng gia Anh, tôi khẳng định động Phong Nha là hang động dài nhất và đẹp nhất thế giới. Theo báo cáo khoa học của đoàn thám hiểm Hội Địa lý Hoàng gia Anh gần đây, động Phong Nha có 7 cái nhất, hang động dài nhất, cửa hang cao và rộng nhất, bãi cát bãi đá rộng và đẹp nhất, có những hồ ngầm đẹp nhất, hang động khô, hang khô rộng và đẹp nhất, thạch nhũ tráng lệ và kỳ ảo nhất, sông ngầm dài nhất. Động Phong Nha đã và đang thu hút sự quan tâm lớn của nhiều nhà khoa học, nhà thám hiểm và khách du lịch trong và ngoài nước. Phong Nha cũng đang được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác để sớm trở thành một địa điểm du lịch, thám hiểm và nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh của đất nước. Trần Hoàng, Sổ tay địa danh du lịch các tỉnh Trung Trung Bộ, Nhà xuất bản Giáo dục năm 1998. Rồi tiếp theo là phần chú thích. Đệ nhất kỳ quan Phong Nha. Phong Nha nằm trong quần thể hang động thuộc khối núi đá vôi Kẻ Bàng, nên có chỗ gọi là Phong Nha Kẻ Bàng. Thuộc địa phận Sơn Trạch, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, được xem là đệ nhất kỳ quan, có nghĩa là cảnh đẹp nhất. Động Phong Nha lại ở gần con đường mòn Hồ Chí Minh, xuyên Trường Sơn. Điều đó càng làm cho kỳ quan Phong Nha mang thêm nhiều cái giá trị và ý nghĩa. Vân nhũ, nhũ là bầu vú ở đây chỉ hiện tượng chất đá vôi động trong cát, hang động hình búp măng, hình bầu vú, vân là mây. Chỉ những nhũ đá có hình dáng trong như vậy. Ngọc bích là ngọc quý có màu xanh biếc, du lịch là đi xa cho biết, nơi khác nơi mình, ở du đi, chơi, lịch là trải qua. Hiện nay du lịch đã trở thành ngành kinh doanh ở nước ta và trên thế giới, khách du lịch là người đi du lịch. Rồi tiếp theo là đọc hiểu văn bản. 1. Đọc kỹ bài văn và phần chú thích, từ đó cố gắng hình dung ra vẻ đẹp kỳ ảo của động Phong Nha, nơi được coi là đệ nhất kỳ quan. Như vậy, hình dung ra vẻ đẹp kỳ ảo của động Phong Nha, nơi được coi là đệ nhất kỳ quan. Thì đọc phần văn bản ta biết được con đường đến động Phong Nha. Hai bộ phận chính của động là động khô và động nước. Động khô là vầng đá trắng vân nhũ, động nước là con sông ngầm và động chính là đủ màu sắc và âm thanh. Tiếp theo là số 2 nhỏ. Bài văn có thể chia thành mấy đoạn? 2 hay 3? Nếu là 2 thì cách chia và nội dung cụ thể của từng đoạn là gì? Nếu là 3 thì cách chia và nội dung cụ thể của từng đoạn là gì? Thì bài văn có thể chia làm 2 hoặc 3 đoạn, chia thành 2 đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến đất bục, vị trí địa lý và giới thiệu lối vào của động Phong Nha. Đoạn 2 là còn lại, khẳng định giá trị của động Phong Nha, nêu những cái tiềm năng của động Phong Nha trong việc khai thác, du lịch, thám hiểm và nghiên cứu khoa học. Còn chia làm 3 đoạn thì đoạn 1 từ đầu đến rải rác, giới thiệu chung về động Phong Nha và những con đường vào đường bộ và đường thủy. Đoạn 2 là tiếp đến đất bục, các cảnh động khô, động nước và động chính. Đoạn 3 còn lại, động Phong Nha theo đánh giá của người nước ngoài. Tiếp theo câu số 3, cảnh sắc của động Phong Nha đã được tác giả miêu tả theo trình tự nào? Vẻ đẹp của động khô và động nước được miêu tả bằng những chi tiết nào? Để trả lời cho câu hỏi này, em hãy liệt kê đầy đủ các chi tiết được miêu tả, các từ ngữ được dùng để nói về vẻ đẹp của động Phong Nha. Thì cảnh sắc của động Phong Nha được tác giả miêu tả theo cái trình tự không gian từ khái quát đến cụ thể, từ ngoài vào trong. Vẻ đẹp của động khô và động nước
động khô ở độ cao 200 mét có những cái vòm đá trắng vân nhũ và vô số cột đá màu xanh ngọc bích óng ánh. Động nước thì có một con sông dài chảy qua suốt ngày đêm. Động Phong Nha mang vẻ đẹp lộng lẫy kỳ ảo hiếm có. Tiếp theo câu số 4, hãy đọc lại lời phát biểu của ông trưởng đoàn thám hiểm Hội Địa lý Hoàng gia Anh và trả lời các câu hỏi sau. A. Nhà thám hiểm có nhận xét và đánh giá Động Phong Nha như thế nào? B. Em có cảm nghĩ gì trước lời đánh giá đó? Nhà thám hiểm có nhận xét và đánh giá về Động Phong Nha. Phong Nha là hang động dài nhất và đẹp nhất thế giới. Phong Nha có 7 cái nhất. Hang động dài nhất, cửa hang cao và rộng nhất, bãi cát, bãi đá rộng và đẹp nhất, những hồ ngầm đẹp nhất, hang khô rộng và đẹp nhất, thạch nhũ tráng lệ và kỳ ảo nhất, sông ngầm dài nhất. Câu B, cảm nghĩ trước lời nói, trước lời đánh giá. Là em rất tự hào vì được người nước ngoài nhận xét về Động Phong Nha như vậy. Tiếp theo câu số 5, Động Phong Nha đã và đang mở ra những cái triển vọng gì, đặc biệt là về phương diện kinh tế du lịch. Thì Động Phong Nha đã và đang mở ra những triển vọng. Động Phong Nha đã và đang trở thành một điểm du lịch thám hiểm và nghiên cứu khoa học thu hút nhiều sự quan tâm của khoa học. Phong Nha có một tương lai đầy hứa hẹn về khoa học, kinh tế và văn hóa. Tiếp theo phần ghi nhớ, Động Phong Nha ở miền Tây tỉnh Quảng Bình được xem là kỳ quan thứ nhất, đệ nhất kỳ quan. Động Phong Nha đã và đang thu hút khách tham quan trong và ngoài nước. Chúng ta tự hào vì đất nước có một Động Phong Nha cũng như những thắng cảnh khác. Luyện tập. Sau khi đọc bài văn, giả dụ được làm người hướng dẫn khách du lịch đi tham quan Động Phong Nha, em sẽ giới thiệu như thế nào về đệ nhất kỳ quan này? Thì nếu em là người hướng dẫn khách du lịch đi tham quan Động Phong Nha, em sẽ giới thiệu. Sẽ chọn giới thiệu cái đặc điểm khái quát của cả quần thể, phương tiện cho chuyến tham quan. Em sẽ giới thiệu Động Phong Nha bao gồm động nước, động khô và động chính. Chú ý những điểm nổi bật của mỗi động. Phong Nha không chỉ là danh lam thắng cảnh đẹp và tráng lệ nhất nước, mà còn vào loại nhất trên thế giới, kể ra 7 cái nhất mà nhà thám hiểm đã nói. Tiếp theo phần bố cục thì có thể chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến những xóm làng nương ngô bãi mía nằm rải rác, giới thiệu vị trí địa lý, lối vào Động Phong Nha. Đoạn 2 là tiếp theo cho đến tiếng chuông nơi cạnh chùa đất bục, miêu tả cảnh Động Phong Nha. Đoạn 3 còn lại, giá trị của Động Phong Nha trong cái việc khai thác du lịch, thám hiểm và nghiên cứu. Về phần nội dung chính, Động Phong Nha được xem là kỳ quan thứ nhất, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Từ đó chúng ta thêm tự hào và thêm yêu tổ quốc Việt Nam giàu đẹp. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6. Thì sau khi xem xong, nếu em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.